những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Lê Phương lấy ảnh hai con đang ngủ cực yêu để ủng hộ Ngân Khánh. Thấy bạn thân vừa đảm nhận vai trò mới với diễn xuất thì Lê Phương lập tức giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Nữ diễn viên đã rất sáng tạo khi bày nên đoạn hội thoại của các con nhằm mục đích động viên Ngân Khánh trong công việc. Lê Phương khoe khoảnh khắc hai con đáng yêu, mới đây nhất trên trang cá nhân Hương gạo nếp gạo tẻ, vừa chia sẻ hình ảnh của con trai Cà Pháo và bé Bông. Hai anh em nằm cạnh thân thiết bên nhau, tuy nhiên điều khiến khán giả chú ý chính là dòng trạng thái mà Lê Phương đính kèm, cụ thể cô viết. Bông ơi, đang có chương trình đào tạo diễn xuất quốc tế chuyên sâu đó, hai anh em mình đăng ký nha, dạ ủa mà đang học lỡ em buồn ngủ rồi sao? Thì hai mua cho em ly trà sữa, vậy được á, công nhận hai của em đẹp trai ghê, nét điện ảnh lắm. Nữ diễn viên nhắn nhủ đoạn hội thoại đầy tính sáng tạo này với mục đích ủng hộ vai trò mới của Ngân Khánh. Cụ thể, bản thân Lê Phương vừa quay trở lại với công việc nghệ thuật và cô đang tìm kiếm những gương mặt mới cho lĩnh vực diễn xuất. Dù bận rộn chăm con nhỏ nhưng bà mẹ bỉm sữa đã không quên tiếp thêm động lực cho bản thân. Ngay lúc này, Ngân Khánh cũng gửi lời bình luận hài hước, ráng ngủ để lớn lên đẹp và tài năng như má nó nha. Tình bạn thân thiết giữa Lê Phương và Ngân Khánh, hai mỹ nhân của showbiz Việt từng có cơ hội làm việc chung phim trường Tường Vi Cánh Mỏng. Và từ đó họ trở thành đôi bạn thân thiết. Theo tiết lộ của người trong cuộc thì họ gắn bó với nhau khoảng 12 năm. Đây là con số khá lớn mà không phải nghệ sĩ nào ở làng giải trí cũng duy trì được tình bạn lâu như thế. Cả hai thường diện trang phục đôi phụ kiện giống nhau mỗi khi có dịp gặp gỡ. Khi Lê Phương trở thành bà mẹ hai con thì Ngân Khánh vẫn còn ở trạng thái vợ chồng son. Con gái chỉ khoảng 2 tháng tuổi nên nữ diễn viên vẫn đang tập trung mọi thời gian để chăm sóc bé và chưa vội vã quay lại phim trường. Đồng thời Lê Phương cũng chưa có thể lấy lại vóc dáng thon gọn vì không thể giảm cân khi đang nuôi con bằng sữa mẹ. Hình ảnh mỗi khi người đẹp ra đường giờ đây cũng khác hẳn hoàn toàn,